À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chocho của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Và... ôi trời, sao không... thuyết phục cái thằng này. Xem còn thằng nào không trung thành nữa. Hết rồi nhỉ? Thế rồi. Ở tập trước ấy thì mình đã nói chung là bắt đầu tấn công lên đảo Anh và nói đến giờ này là mình đã quay cái thành này rồi. Nhà vua của chúng ta và một tướng gì đây? Tướng này thì mình tí nữa mình sẽ thay bằng một cái tướng mà mình chuẩn bị bắt nó làm nhận nó làm con rể. Nhưng mà bây giờ thì tạm thời cái lượt này chắc không có việc gì làm, qua lượt đã. Về mặt lý thuyết thì bây giờ mình có thể cho các quân đoàn này tấn công được không? Nơi đâu nhỉ? Ủa anh lấy kinh nghiệm chứ nhỉ? Quân nào có gì đâu đây? Quân nào có gì đâu đâu? Nhưng mà không nên đánh auto tốn quân lắm. Và khả năng đánh xong là mình sẽ còn phải thủ thành. Đây là các cái lực lượng có đông cháu cha đấy. Nên là nếu mình cho những cái đơn vị này đánh thì cái điểm ảnh hưởng của mình nó sẽ tăng lên rất đáng kể. Bắt đầu mình bổ nhiệm các cái tướng lĩnh của phe khác hơi nhiều nên là thực ra mấy cái thằng con ông cháu cha thì thôi, nếu mà trường hợp chỉ số nó xấu quá thì cho nó ngồi thành quản lý thành được. Ai già ơi, mình rất thích những trận đánh nó phải khó đoán một tí, chẳng hạn như mình không chắc là mình có thắng là cái không hoặc là thắng như thế nào. Những trận đánh mà nó easy quá, nhiều khi mình đánh cũng thấy nó không thích lắm. Nói chung là... hay nhất là cái đánh từ cổng này này. Ném đá chúng nó vỡ đầu luôn. Có vẻ cái đội hình nó hơi rộng. Cái này đẹp. Đúng rồi. Infantry. Che cái đội xe bắn đá là được. Jesus! Warriors grouped. Grouped and ready. Mấy thằng Long Ba Sosman này nó lao lên nó chém kinh hồn lắm. Rất thích nghe nhạc trận của Attila, nó có cái gì đó chất. Ui trời ơi, nó là chất.
chết cơ số rồi. The enemy has been spotted. Cảm giác thật là phấn khích. À, lên đi cô. Ấy, con này em chết nhiều lắm. Bật test rồi mà chết nhiều thế. Bọn này thì đánh làm sao được. Lì lắm. Chưa cần phải sử dụng đến mấy anh Lombard Swordsman này đâu. Bắt đầu chưa cần phải dùng đến lòng ba Swordsman. Swordsman xâm lên nó đập cho mình. Tôi bởi khói lửa. Ai rồi? Sao lại bỏ chạy này? Là mãi cùi thế nhỉ? Đạo quân của chúng ta lấy lại tinh thần đã mất hẳn đạo quân đấy rồi à? Sao đánh vớ vẩn thế nhỉ? Mình bây giờ không tuyển được lính kiếm của La Mã đâu. Kìa. Bọn này nó lại làm sao mà lì này, lính ném La Bắc Âu này. Ba sốt mẹ nó giết. Dìu á. Dìu à? Dìu à? Dìu chết. Lại đến cuộc chém giết rồi. Đùa. Mất một đội kiếm à? Sao đội kiếm yếu thế nhỉ? Mấy thằng gậy nó còn chưa chết mà mấy kiếm chết. Ủa may quá. May quá. Thống đốc của nó đã chết à? Đáng đời. Ở đây rồi. Khá 100% rồi. Tấn công nó mạnh ghê nhỉ, kiếm này.
Cái thằng này. Hay lập thêm một quân đoàn nữa. Rồi còn phía Bắc. Chắc qua lượt đấy, để lượt sau thay thế cho cái thằng. Ôi ôi, lượt nào chúng nó cũng. Bị ảnh hưởng cao thế rồi. Bản thân nó không trung thành. Né. Né được à? Ây da, né tốt phết nhỉ? Né tốt phết. À, bọn này kéo quân đông thế. Ôi, hung nô nó sắp đốt hết cái khu vực kia rồi. Xong à? Hung nô đã hoàn tất kế hoạch tiêu diệt mấy thằng đệ mình rồi. Lấy được con vợ xinh hết. Ờ. Trừ 10 chị An trong 3 lượt. Ai da ơi. For the tribe. Đâu nhỉ?
muốn bổ nhiệm một cái thằng con ông cháu cha mà khó quá. Ready for battle. Đây. Ready for orders. Con này nó có tên là gì? Harry Winnie. Thằng Harry Winnie à? Quái này nhỉ? Harry Winnie. Không phải Harry Winnie đây đúng rồi. Sao không nhìn thấy nó đâu vậy? Nó cũng không phải con cháu của mình. Nó thấy nó là thằng quái nào? Đi coi. Harry. Có thằng này nhưng nó là đô đốc. Xem lại nào. Tướng. Tướng này. Thẩm quyền 4, sẵn sàng một vận tướng vị trí Jackmania Aguirre Jackmania. Đâu? Đây à? Làm gì có? Lảo hoảng quá nhỉ. For the tribe. Warriors all. Tấn công cho anh. We cannot. Mình vẫn chưa biết thằng này nó là thằng nào nữa. Sẵn sàng vì bổn phận khởi tướng ở Aguera năm 440 mùa hè ở Jackmania là vùng này. Thấy nó đâu? For the tribe.
khử thằng này đã. Ái chà, có xe bắn đá cơ. Cái bọn này ghét mỗi cái chúng nó chơi nhiều kỵ binh thế nhở. Toàn bọn ngựa lém lao đấy chứ. Nó còn chơi cả chó kia nữa kìa. Lên đây đứng. Mấy thằng La Mã chịu đòn hơi yếu. Mấy ông La Mã này xem chừng có vẻ yếu đuối nào. Cho đứng phòng thủ mà đánh chết nhiều quá. Hay mình cho nó đứng cao quá nhỉ. Cho nó đứng lùi sau thằng bọn này một tí xíu. Chuyến này nó toàn kỵ binh thôi. Bình thì lại không sợ lắm. Đúng rồi, mình cho đứng nhô ra ngoài nhiều quá. Bọn này không giỏi chịu đòn. Bọn này nó không giỏi chịu đòn. Cho đội ngựa đứng ở đây này, làm sao mà kỵ binh nó tấn công sốc. Không sốc được. Rồi. I praise the gods I command such an army. It is a privilege to fight with you today. We are brothers, one and all, and we shall show the enemy the power. Reinforcements, more for us to kill. Nó phải lên chứ. Pháo nó tầm bắn thấp mình. The enemy has been sighted. À, tiếp viện từ bên sườn à. Phá cái khẩu đụng pháo của nó trước ấy. Bắn thế quái nào đây. Hay quá nhở, ba khẩu. Còn một chiếc nữa, cố lên. Nó bỏ chạy hết rồi. Nó bỏ chạy hết rồi. Cái này lập test studio luôn. Ôi. Mấy phi luôn chết nhiều thế.
ôi, chạy lùi vào đây em ơi. Nó bắn thấm quá. Rồi, nó hết pilo rồi. Nó làm cũng thấm đòn phết nhỉ. Về chứ mấy thằng vũ binh của nó không phải đối thủ của mình. Roi thứ hai. Hất tướng của nó, mấy con vẫn còn bao nhiêu quân kia mà lại chết à? Cái binh mình càn nát thế này à? Nó có cái đặc điểm là nó lắm kỵ binh quá. Ui, nó quẩy chết nhiều quân của mình thế, mấy cái thằng kỵ binh của nó. Mấy anh lọc bè của mình là bị chết do kỵ binh nó quẩy. Xong. Vẫn chạy được à? Starting out. Warriors all. Kill the cowards! Thôi thêm cái quân nữa. Get on our way. Hồi lại còn nhiều hơn cả. Bắt được rồi. Nó có hai cái xe bắn đá. Tức là chỗ này chúng ta toàn lực lượng pháo quân của chúng ta tuần phải đâm húc. Xem pháo nó chui ra từ hướng nào ấy. Kỵ binh của Sugo này khá mạnh. Ồ. May quá, có thể khô thoáng. À, trận này thì cứ lên trên này mà thủ đi. Nó nhiều kỵ binh thì nó không ăn được cái kiểu chiến thuật này đâu. Mấy thanh niên này chạy ra sau. Nó khá đông mà.
so we come to the final moments in our enemy's story. Our reinforcements have arrived! Their final stronghold! Wary of their desperate defense. And then, bless them! Hút luôn! Sao phải nghĩ? We have sighted the enemy! Dám tấn công mình nữa cơ. Chìm nhanh như có một con. Liều. Ôi, sao thuyền pháo mình bắn kiểu khỉ gì ấy? Sửa đi không cháy. Tà lao á. Bắn vào đây cho anh. Đám thuyền đâm hút này rẻ mà chất nhỉ. Dùng cứ dùng bịch vớ vẩn kìa. Con lô khỉ thật nó cũng không tấn công. Đúng rồi, nó có hai cái xe bắn đá rồi nhỉ. Đội này chắc bị xe bắn đá tấn công rồi. Nó còn một cái xe bắn đá nữa đâu. Đây à? Tít ở đây kìa. Bắn mấy thằng này được. Nó đứng xa này thì nó bắn. Bắn thế quá. Ôi bắn cháy hết nhà này. Bắn nát nhà nó luôn. Xong thì nữa mình tha hồ sửa. Chúng ta chơi nhiều pháo hạng hơn thì pháo hạng này thì tốt hơn là thuyền đâm hút nhỉ. Gọi là pháo hạng thì nó cũng đắt. Vã chết tướng đó là xong. Cháy hết nhà cửa. Enemy units have rallied and returned to the battle. Dội lửa tan nát nhà nó. Mình còn nhiều đạn mà. Bắn đi đã. Cứ bắn tẹt đây. Destroy
cháy khu nhà thì cháy chết luôn cả tháp canh à. Có xe bắn đá chỗ này đâu nhỉ? Vừa nhìn thấy mất đâu à? Mày không chịu di chuyển này. Có hạm thì nó không bắn được đạn nổ. Kể ra nó bắn được đạn nổ nữa thì đẹp nhỉ? Có thế thì bá quá. Nát nhà nó rồi đâu. Không có cái xe bắn đá đâu chỗ này. Thử cái xe bắn đá xong rồi cho quân mình lên. Được. Bắn vào đây. Được. Còn hai khẩu nữa, bắn. Đấu đạn rồi. Ôi dồi ôi, đừng trúng nhé. Cửa đã bị cháy rồi. Nó bỏ chạy rồi. Xong nó khẩu pháo rồi. Tiến quân lên thôi, bắt nạt chúng nó thế. Nát hết cả nhà chúng nó rồi còn đâu. Tiến lên. Rồi. Giang hồ xuống núi rồi. Phía sau của nó thì bị tấn công loạn xạ này, không sống nổi không. Tầm bắn vào cái tháp canh này thấy không? Xa lắm, quan ở đây đâu. Sắp đánh nhau lớn rồi.
pháo hạng của mình bắn hết đạn rồi à? Đợi cho nó dồn hết quân ra đây đã, mình cho bọn này đổ bộ thôi. Rất nhẹ. Ai là chúng nó bắt đầu dàn hàng chuẩn bị mình tiếp mình rồi. Kinh không? Cho ngựa ra chặn các cổng này. Đấy, bắt đầu tấn công được à? Dần lên đi. À, ăn rồi. Lomba Sosman. Chạy đi đâu? Let's try. Get him. Nó không chạy đâu. Cái này là bức tường thép ấy. Chạy vào mắt. Tiêu diệt hết. Lọt à? Đội ngựa mình ăn dẫm. Ôi, chúng nó không dám đánh à? Tiến đến đâu thì nó sợ anh đấy à? Lomba Sosman. Ta hồi chăn. Nó bỏ chạy hết rồi. Sót thằng nào ra, chết thằng đấy luôn. Úi dồi ôi. Đang đó rồi. Cố gắng lên rồi. Nó không thể lên nổi.
dồi. Cứ thế mà tiến lên. Lumel ném xuống. Úi xưa, mấy con ngựa này ăn nguyên phi lụm chết rồi. Rồi đứng đây sẵn sàng. Tiến lên. Rồi ăn bọn này cho anh. Rồi mấy thằng kiếm này giải quyết luôn. Đám tàn quân vớ vẩn này nào. Không còn một thằng mà nó không chạy à? Lì thế. Phòng thủ đằng sau cho anh. Mấy con ngựa nó thích móc lốp đằng sau đấy. Đây rồi. Đây cho anh. Ai già chúng mày cũng lì hết nhỉ. Lì phết nhỉ. Giết. Nó đông mà. Mình đánh vội là mình thua đấy. Để mấy anh lòng bà Sourcemen này chém. Chạy vòng sau rồi. Canh tấn công rồi. Mất tinh thần hết rồi. Vậy mà cũng thương vong nặng hết nhỉ. Cái quái nào mà lại đi chạy vào cái đường này nhỉ? À nó không có đường nào nữa ngoài cái đường đấy à? Nó mất tinh thần hết rồi. Sourcemen đã giải quyết xong. Chiến binh điên cuồng xem tất cả. Và phải xem chiến binh. Mấy thằng cẩy trần, mấy thằng cẩy trần.
Úi dồi. Úi dồi. Thảm sát dân thường này. Thôi được rồi. Cũng không dễ dàng gì đánh cái thành này. À, nó quân nó còn đông hơn mình đấy chứ. Mà nó toàn kỵ binh như kia chứng tỏ nó rất là nhiều quân đấy. Chẳng qua là mình toàn bộ binh mà toàn kỵ binh mà quân nó còn đông hơn mình. Xong. For the tribe. Ready for battle. Dĩ khí khi đấu với đế quốc Phương Đông. Quân đoàn cấp 7. Thirsty for battle. Ô, hồi gần như đầy hết à? Your orders. Nó còn một quân đoàn đây kìa. I am the knife in the dark. I have my ways. What would you have of me? Chưa đây à? Ready for orders. Chuẩn bị xử lý thanh niên này. Ây da. Ủa? Thùng này xây gì nhỉ? Speak if you must, but know that Roman ears have... quân cho cái quân đoàn dưới này nữa. Ready for orders. For the tribe. For the tribe. Không đi đánh trận thì mình không thể tăng được uy tín lên đâu. Đồng quân hết nhỉ. Laying siege to their hovels. Nó đóng hai quân đoàn ở đây. Warriors all. Ready for battle. For the tribe. On the move, lads. Starting out. Ready for battle. Warriors all. Thiếu ba cái xe bắn đá nữa là đủ. For the tribe. For the tribe. To your duty, my warriors. Rất nhiều cung. For the tribe. Thirsty for battle. Chỗ này có mỏ vàng. Xem nào. Ready for orders.
Như này thì lo trả hết lương thực. Ready for battle. Thirsty for battle. Kinh tế có, mua nhiều quân đánh nhau cho nó phê nhỉ. Yeah. Sợ cũng quay. How may I be of assistance? I am a priestess of the old ways. Khó nhất là anh hùng nổ. Đoàn suy yếu. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Phải làm thế nào để tăng cái điểm ngoại giao với thằng Hung Nô lên không thì chết. Cải tiến rồi. Chúng ta là siêu cường nên bị trừ rất nhiều kìa. Hiệp ước với Burundi. Sự kiện khó xử với Burundi, ác cảm với tôn giáo. Là thằng này à? Đập nốt thằng này phát là Hung Nô nó lại thân mình hơn. Xuyên vô. Let us break bread and drink before words pass away. Không thể ký hiệp ước đồng minh quân sự với thằng Hung Nô rồi. Mà thực ra mình đâu cần đồng minh đâu. Ôi ôi, Hung Nô nó đốt hết đây rồi. Attila đây nó đốt sạch rồi. Trời đất ơi. Các cường quốc Hung Nô. Ready for battle! For the tribe! Chúng ta đang tấn công ở dưới này nữa. Đánh nhiều hướng quá nhỉ. Chỗ nào cũng thấy đánh nhau này. Hãy làm mọi thứ trong cuộc đời như thể đó là lần cuối cùng cuối của bạn. Hoàng đế Aurelian à? Trong cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ 3. Khu thoáng. Ây chà chà, ây chà chà. Đây, cho nó tiến vào từ hướng này. Đâu nhỉ? Đây. Đây chỉ có một lối duy nhất để vào. Là chỗ này. Mấy ông cầm kiếm của mình củ mía quá. Mấy thằng này nó giáp nó rất trâu này, mà máu nó cũng cao nữa, nên là chịu đòn tốt là phải. Defensive testudo. Defensive testudo. Grouped and ready.
Có kỵ binh đứng đây thì không sợ, kỵ binh nó sốc vào mặt nào, mấy thằng đính kiếm này. Mấy anh đính kiếm này thì quá là chất. Today, my brothers, we make history. Today, we sack these city walls and crush our enemy. This is a great victory, my friends. One they will sing victory, about my for friend. Lifetimes to come. Dù đạn lổ này thì mấy lượt mới là chết hết. We have sighted the enemy. Cướp bắt đầu. The enemy has discovered our hidden troops. Thật không may anh đã lập test studio rồi. Sợ đâu. Cái binh nó luồn đi đâu rồi? Our troops are being ambushed. Có mai phục à? Ai da! Chỗ này nó có thằng dìu. Lombard Swordsman. Swordsman rồi. Đúng rồi, sốc cho chúng nó nát đầu luôn. Rồi, cái binh vòng qua xuyên qua đội hình phòng ngự, tiến lên. Đội hình phòng ngự tiến lên, không kẻo chết mấy thằng nóng. Tiến lên. Bình tĩnh. Đây rồi, Zeal à. Zeal. Rồi, bây giờ quậy đốt cái tầm xa kia của nó. Rồi đã nhá. Lomb
master's mind. Warriors eager for blood. Okay. They will bleed for us. Đây là đá của mình. Ngọn gió thứ hai. Enemy general is fallen. Tướng địch đã chết à? Noble horse. Không biết noble horse. Ô kỵ binh của mình mạnh thế nhở? Mua ác hết. Đúng rồi. Lọc ba Sussman này nổi điên. Nếu lúc đó nổi điên không cần thiết là mình cũng hoảng. Xong. Ai già mình đã tiến khá mạnh rồi đấy. For the tribe, ready for battle. Thái tử tận tụy, yêu bóng tối chưa thấy lên được cái rank gì mới. Đây rồi, ui ồ, thái tử của mình chỉ xa số cũng được rồi. À đấy, thêm một cấp nữa thì nó lên đến đây à? Thế thì nó sẽ lên được 9, cái này sẽ lên 9 này. Cái này cũng 9, cái này 8. Thế thì cũng được rồi. Warriors all. Ôi hồi gần hết rồi nhỉ. Xem nào, bọn này chịu đàm phán làm hòa bình với mình không? Còn có 3 thành thôi. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly and I will deal on. Thằng này còn 7 thành cơ. Thằng này còn 3. Đây và 2 cái thành trên này à? Quánh đấy. Đứng đấy làm gì? Ready for battle. Warriors all. Chỗ này an toàn, chạy tẹt đi. Ready for orders. For the tribe. Ready for battle. Hoa qua lượt đã. Lượt này làm quá nhiều việc. Vấn đề là mình có rất nhiều các cái tướng lĩnh không trung thành. Nhiều quá. Ai già nó ám sát chết với thằng hero của mình rồi. Ám sát đốt được tướng này. Ôi láo thật. We come to you in strength to speak well. Hiệp ước hòa bình đứng ngay cổng nhà mình. Ai già. I offer this morsel. 6.000 để xin hòa bình. Like a wolf at the door. Không cần tiền. You will go find better hunters. Vấn đề của anh không phải là tiền. Bảy ngàn.
Vấn đề đối với anh bây giờ nó không phải là tiền của mày. Vấn đề là bây giờ làm sao thuyết phục được Hung Nô nó đã... Xong Hung Nô nó đốt phá hết rồi. Xung quanh nhà mình bây giờ chỉ toàn là những vùng đất hoang vắng. Bây giờ mình cũng không còn cái đạo quân nào để có thể tuyển được mấy thằng cầm kiếm nữa rồi. Không có lính kiếm thì... Không có lính kiếm... Thôi rồi, thằng này di chuyển ra khỏi đất của mình rồi. Mẹ nhà nó vừa ám sát bằng tướng của mình. Tướng đã qua đời, liên tục bị ám sát. Cách chống đảo chính bây giờ thì có lẽ là trừ 14 lương thực à. Vùng này nữa, nâng tường thành lên nữa là xong. Vệ sinh 3. Không có tiền để mà xây dựng cái gì cả. Warriors all ready for battle. To your duty, my warriors. Con này nó tên là Riskimer. Đâu? Đây à? Không phải chứ nhỉ? Tên nó lung tung nào? Chỉ số khác hẳn nhau mà. Ôi ôi, nó đốt chọn cái vùng này rồi. Chọn cái vùng này. Vùng này thì còn hai thành nữa, chắc nó đốt lốt. Ready for orders.
for battle. Ai da, rất nhiều cung tên. Ready for battle. For the tribe. Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today's stench. Dừng xây dựng một số công trình ở đây nhỉ. Welcome, but expect scant pleasantries. I lack time to waste. Mọi việc sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc. Yes. Ôi già. Không đơn giản tí nào. Rất nhiều cung. Nếu mình chơi 5 cái đội xe bắn đá thì sao nhỉ? Năm đội xe bắn đá. Ôi đánh một hôm trời tuyết rơi thế này à. Lại một cái thành khá là phổ thông mà mình hay gặp. Công thành thì lại phải cho test studio đi trước à? Rồi. Group down ready. Fearless warriors. Longbard swordsman. Mấy anh Longbard swordsman này chém rất tuyệt. Warriors eager for blood. Bắn vào đây cho anh. Tường pháo đài. Ồ, nhà cửa nó bắt đầu bị cháy. Cháy 71%. The tower has been destroyed. This boat's tiếp tục. Well. Tiếp tục phá. Sắp cổng rồi. Ôi
rồi. Nhà cửa cháy tan ha. Vậy mà chưa trúng được. 71 phát nữa. 2 phát là sập. Canh chỉ bắn 2 phát là sập. Phá sập tường thành phát xuống là chết khơ khớ quân luôn rồi. Bộ cung của nó đâu rồi? Trời tuyết. Cung của nó kìa. Ok, từ từ. Nó đứng ở đây à? Bắn. Không sợ đâu, nó bắn đạn cầu vồng này thì đam yếu lắm. Cung này của nó bị ngáo đá mà chui ra ngoài hết này. Ai giả thắp canh nó chứ này. Mấy thằng cung này bị ngáo rồi. The enemy's walls tremble before our might. What? Bắn bọn trong này cho anh. Đứng vào đây. Chưa xử được cái bọn cung này à? Yếu thế. Ôi ôi, đạn pháo của nó nổ kinh quá. Cồn phết nhỉ. Trên tường rồi.
Cứ bình tĩnh vào. Khẩu pháo này nó dã chết tất bao nhiêu ngựa mình. Mà bắn nó sao không trúng được. Làm trượt. Chạy sát tường này nó không ăn được mình. Ném lao này nó không ném được. Ở đây. Ăn đi nói. Thế mình ăn tốt rồi. Ai ôi, đánh đau thế. Nó đông lắm, bắn cái bình. Xông vào. Đâu rồi? Giết bọn này trước. Xong lốt cái thằng này, bây giờ nó còn quân ở đâu nữa nhỉ? Nó bỏ thành đi thì quân nó ở đâu nữa? Công thành không dễ tí nào đâu. Gỗ này. Vấn đề là đội hải quân mình đâu nhỉ?
sử đẹp thằng này đã. Nó là lục quân à. Cicero. Nó là người luôn sợ chết. Nó là người luôn luôn sợ. Úi giời ơi, hạm đội của nó thế này thì lên đến đâu chết đấy. Mình sẽ pháo nó dập chết bao nhiêu thằng còn lại thì mình sẽ dập cho thuyền nó húp lốt. Bắn. Rồi tao bắn rồi sao bắn? Cho cái hàng đầu tiên là đi luôn. Bàn chân con ngựa. Chắc chả phải đâm hút gì đâu. Tăng tốc lên sao nào. Nó đang trèo sang thuyền mình này. Xong thêm một thanh niên nữa à? Your orders? For the tribe. We must rest a while. Chuẩn bị nhá, sắp có cuộc chiến với bọn đấy rồi. Ôi giời ơi. Tiêu diệt thanh niên này phát nhỉ. Đây nó có một quân đoàn nữa này. Ở đây thì mình có lực lượng phòng thủ nhưng mà chắc có ổn không? À có tường thành nữa cơ. Vậy thì nó không ăn được đâu. Trừ 3. Ok.
vàng mới rụng xuống phát. Ready for battle. Ready for battle. Ổn nhỉ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.